Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình nấu cái bạch các bạn. Đây mình có cái này 10 miếng calcetine nè, vẫn là mình nấu 6 miếng nha. Cái này mình nấu 6 miếng thôi. Bây giờ mình cho vô nước mình ngâm nha các bạn. Ngâm cho nó nở cái ha. 300 ml sữa đặc nha. Đây mình có 100 g đường nha. Mình có 50 g bột sữa, bột này đó. Giờ mình ngâm cho cái này nó mềm chút, cái mình bỏ cái này vô nha, mình bỏ sữa vô. Mình cho 50 g sữa vô, sữa bột vô, vậy cho tan nha. Cái này mình mua mà bỏ hỏi mình nấu rồi, còn 300 ml. Quậy cho nó tan hết ra. Cho đường 100 g chưa ha, cân 100 g. Đây cho 100 g đường chưa. Cho vô luôn. Quậy cho tan cái sữa bột này cái nha các bạn, đừng bắt lên bếp. Nở rồi đó các bạn, bỏ vô đây luôn ha. Bỏ vô mình khuấy cho thêm nó cái nước nó ấm ấm là được. Giờ mình thắt lên lửa nhỏ, thiệt nhỏ, ấm 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 thôi, mình khuấy cho nó tan đường với lại tan cái bột này ra là được rồi. Rồi nhắc xuống mình hả cho chưa đặt luôn. Miếng cao chim này là được rồi nha các bạn. Dễ làm mà ăn ngon, béo. Cắt cái sữa mình cho 100 g đường, nếu mà có lạc thì mình thêm đó, tan hết rồi nè. Cho nó nấu ấm ấm rồi đừng nấu cho sơ, nó nóng nhiều sôi, đừng có cho nó sôi. Tan hết rồi được. Đây các bạn, nếu mà sữa tươi 300 ml sữa tươi là 300 ml sữa kem nha các bạn. Mình cho vô luôn, cho vô mình quậy đều, khuấy đều nha. Mình cho xíu màu tím nha các bạn, còn như mình đổ màu trắng đây, màu tím nè. Rồi cái lực đợt đẹp, mình nấu lá cẩm cho này mình gây lại. Để cho nguội ha, để tủ lạnh nha các bạn. Hột có hột. Rồi, để yên đây ha, cho nó nguội. Giờ mình cho cái này vô đây. Rồi để yên đây cho nó nguội rồi nó đặt mình để cho nó nguội rồi để tủ lạnh nha các bạn. Các bạn mình làm xong rồi, đây mình để tủ lạnh 2-4 tiếng là nó gì nè các bạn, nó núng nính gì mình gạch nó ra nha, mình đem ra. Đây các bạn mình chút ra nè nha các bạn, nè nó cũng dính sơ sơ cái này ha, mình cắt nha.
rồi mình cắt cái này nữa nha. Đây các bạn, cái này màu đây nó ngon lắm nha các bạn, mình cắt ra các bạn coi nha. Đó. Đây. Ngon lắm các bạn. Bây giờ các bạn thấy mình chia sẻ cái này dễ làm lắm các bạn. Chia sẻ có hay các bạn nhớ like đăng ký giùm mình nha các bạn. Một tiếp cá cẩm á, mình làm nó lợt thôi nha các bạn. Nè, bây giờ mình cắt ra. Cắt ra bỏ vô đây. Các bạn có yêu thích cái kênh của mình á, các bạn nhớ like đăng ký giùm mình nha các bạn. Giờ mình chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công.